Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp, thay mặt Chính phủ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, năm 2018 đã và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 3 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu vượt và nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo Quốc hội. Những tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, làm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua tăng trưởng kinh tế GDP quý 1 đạt 6,79%, xuất khẩu 4 tháng đạt 78,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,8%, xuất siêu 711 triệu đô la Mỹ. đến nay đã có 72 huyện và 4.340 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 48,7%. Cùng với phát triển kinh tế, chính phủ cũng chú trọng chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển văn hóa xã hội và tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đời sống đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số vùng bị thiên tai được quan tâm chăm lo. Bên cạnh đó, báo cáo của chính phủ cũng đề cập đến nhiều tồn tại hạn chế, trong đó kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc do giá dầu thô, xung đột thương mại, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi diễn biến bất ổn khó lường. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, dịch tả lợn châu Phi lan rộng và tình trạng nắng nóng thiếu nước ảnh hưởng đến lớn đến sản xuất và đời sống giá nhiều mặt hàng nông sản thế giới và trong nước giảm ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân. Việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực còn chậm, có nơi chưa thực sự quyết liệt, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Khả năng huy động các nguồn lực nhất là vốn tín dụng, đất đai, nhân lực, chất lượng cao và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế đổi mới giáo dục đào tạo vẫn còn bất cập, chưa hiệu quả, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, những hành vi vi phạm về đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường, dâm ô trẻ em và biểu hiện suy si thoái về đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, gian lận thi cử, lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng gây bức xúc xã hội. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, năm 2019 là năm bước phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ đã xác định phương châm, kỹ cương liêm chính hành động sáng tạo bước phá hiệu quả. Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, chính phủ đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, tập trung mọi lửa nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu, kinh tế, kế hoạch đã đề ra, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước để có đối sách phù hợp, kịp thời, chú trọng khắc phục những tồn tại yếu hạn chế yếu kém tháo gỡ khó khăn vướng mắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh chủ động nghiên cứu có chính sách giải pháp phù hợp để thúc đẩy các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế tạo động lực cho phát triển tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phát huy hơn nữa tiềm năng sức mạnh của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 Liên quan đến việc tăng giá điện, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, các cơ quan chức năng đang thanh tra, làm rõ việc tăng giá điện, phương pháp tính và thu tiền điện, đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định pháp luật. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần nghị quyết trung ương, tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh đại học năm 2019, kiên quyết không để xảy ra sai phạm gian lận thi cử về các nhóm giải pháp tiếp theo chính phủ thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh trong đó phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngoài ra chính phủ chú trọng phát triển văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng lớn Sau khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trình bày báo cáo của chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của chính phủ, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14.